Rồi, em cháu xin chào cô chú yêu cây kiểng trên toàn quốc ha. Thì đến anh là bonsai hôm nay. Thì em cháu cũng xin muốn giao lưu với cô chú anh chị một số mặt hàng cây, như chuyến này em về được 8 phôi mai vàng, một phôi mai tứ quý nha cô chú anh chị. Thì em cháu ở ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Thì em cháu ở Quỳnh Như lâu lắm rồi mới lên lô cây này nha cô chú anh chị. À, số điện thoại của Quỳnh Như thì 0385 838 010. Số đó là cũng có Zalo nha cô chú anh chị. Thì cái lô cây này em xin cũng nói rõ ràng, cái lô cây này là của một đứa em ha, của tên Tùng. Thì nó cũng mới ra nghề rồi, nó mua rồi nó cũng gửi gửi em bán, bây giờ nó cũng bán thanh lý cho cô chú anh chị mình ha. Thì em cũng đứng bán hộ giùm thôi. Thì nó giao quyết định cho em bán ha. Nếu cô chú anh chị mà mua hết nguyên lô thì em kéo đồng giá ha. Còn xé lẻ thì cây nó hơi cao hơn chút nha cô chú anh chị. Thì em cũng bao 300 cây số nha cô chú anh chị. Cây nếu có trục trặc thì em cũng bồi thường lại ha. Nếu có chết thì em bồi thường lại, một đền một. Rồi em xin vô cây số 1. Quỳnh Như cũng lâu lắm rồi cũng mới lên lại nha cô chú anh chị. Bonsai Cần Thơ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi em vô cây số 1 nha cô chú anh chị. Mai vàng này em bao cho cô chú anh chị là bông từ 9 tới từ 5 tới 9 ha. Cây ôm mũ ôm gài là nó cũng khỏe cho em cô chú anh chị ơi. Rồi em đo chiều cao như vậy là được là 89 chiều cao. Cây này có hơi xù nha cô chú anh chị, có hơi xù ha. Chung ra cái lô này anh em nó gửi mình làm rồi mình cũng bán rồi, cũng có người anh cũng chốt có trên rồi, rồi gửi cho nó được 3,5 triệu rồi mà nó đợi không gài cũng cả tháng rồi cô chú anh chị, cho nên để nó lên như vậy rồi điện không được, mà cho nên nó kêu em đứng bán giùm cho nó ha. Cũng tội nghiệp nó cũng mới ra nghề. Rồi em xin đo cái hoành thân nha, em đo vị trí này nha cô chú anh chị. Sát lớn luôn À, sát lớn lắm, nó không biết mua rồi, nó mới ra nghề à. Rồi em đo như vậy là 62 nha cô chú anh chị vị trí này ha. Rồi em chặt xuống chút xíu cái độ nở chút xíu nha cô chú anh chị. Độ nở nó được là 66. Chung ra cây này đế nó cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Đế nó thì em bao cho cô chú anh chị mình là đế 50-50, đế trung bình. Tại nó cũng không biết mua rồi, nó mua đại rồi nó mua giá hơi cao, rồi nó mượn em bán giùm, chắc chuyến này lỗ rồi. Mới ra ngày này lỗ rồi cô chú anh chị ơi, nó tội nghiệp nó lắm. Rồi cái số 1 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 10 triệu đồng. 60 hoành 10 triệu ha. À, mà nó có sù nữa đó. Sù nha cô chú anh chị, cây số 1. Ở đây có một cái mặt thẹo cắt nha cô chú anh chị. Cái mặt thẹo cắt ha, nó đang cuốn mạnh lắm rồi. Ở đây có cái rễ treo. Rồi em hỏi tại sao nó không để, nó là nó treo lúc trên bờ nó cắt bỏ luôn. Cái này em cũng về cũng tiếp làm lại giùm cho nó, cũng tội nghiệp nó lắm. Rồi. 60 hoành chỉ có 10 triệu thôi ha. 60 đồng, ý 60 hoành có 10 triệu à. Xù nữa chứ. Rồi. Tiếp theo là cây số 2 nha cô chú anh chị. Nói chung là cũng tội nghiệp lắm nha cô chú anh chị ơi. Nó mua rồi đi lính em mà nó mua rồi được nó gửi em bán giùm cho nó. Cũng kiếm thêm. Kiếm thêm không có à, đợt này nó lỗ rồi nó bán thanh lý luôn. Rồi, để em đo, quay em vòng em đo cái chiều cao cho cô chú anh chị mình coi ha. Thì cây này nó em nói rõ ràng cây này nằm trong cái chậu nha cô chú anh chị. Trong cái thùng mút mình đó, nó có hình dài ha. Nó có đây có mặt thẹo, mấy mặt thẹo mà nó đang cuốn nhảy mầm vô rất là mạnh này ha. Rồi chiều cao em đo gì là được là 44 hòa chiều cao. Hoành thân em đo vị trí này đi. Là 42. 42 hoành nha cô chú anh chị. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 3 triệu 9 ha. Là cây số 2 ha. Cây này cây số 2. Rồi, đổi phôi. Rồi. Tiếp theo là cây số 3, một cốt nha cô chú anh chị. Đế có dữ lắm luôn, đều luôn. Cây này đế nó quấu lại không nha cô chú anh chị. Em thấy cái lô này có cây mấy những cây này đẹp quá.
Mà mai vàng thời buổi lúc đó nếu cầm cỡ này là giá nó cao lắm nha. Lính em nó bứng cái bầu giống hệt em à. Cũng tội nghiệp nó. Đi làm mướn không mà cũng mót mót mà mua lô cây về đang gửi bán. Rồi chì cây này em bao với cô chú anh chị mình là 2 mét. Ngọn giót bằng ngón giò cái nha cô chú anh chị. Một cốt luôn. Lính ruột mới cho gửi nè. Gửi giờ mình cho mà mình hại nó luôn. Đế có điều luôn. Đế dưới này có luôn. Rồi. Cây này cây số 3 nha cô chú anh chị. Xem xin đo cái hoành như vậy. Hoành thân em đo vị trí này là 51 hoành ha. Rồi em đo cái độ nở thử ha. Em đo cái độ nở đó nha cô chú anh chị chứ không đo đế ha. Độ nở nó là được là 66. Cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo ha. Nếu được hợp nhãn thì tiếp em nó mấy cây mai vàng luôn cô chú anh chị ơi, mình rước nguyên lô về luôn đi, kéo đồng giá cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, cây số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 10.500.000. Nếu mà mua nhiều thì bớt nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép đổi coi. Rồi tiếp theo là cây số 4 ha. Cây này cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 nha anh chị. Nó nặng lắm á. Chung ghê mà nó thật luôn. Em muốn đứng bán giùm cho nó, bán giùm cho cái anh đó đó. Mà tại vì ảnh ở xa quá, anh chồng không có được. Anh nhờ bên dòng họ anh chồng mà người ta không lãnh chồng. Đế rất là đều luôn nha cô chú anh chị. Giá này là bán nguyên lô giá hơi rẻ nha. Cũng tội nghiệp nó quá. Rồi chiều cao cây này em bao cô chú anh chị mình 1,5 thước ha. Cây này cây dù lỡ nha. Đế rồi nè. Bỏ rất là đều nha cô chú anh chị. Đó. Cây này cây số 4 nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo vị trí này ha. Rồi vị trí này là nó 52 hoành nha cô chú anh chị. Cây khá đặc biệt luôn, đẹp luôn á, thiệt luôn. Mấy năm trước cây cái này là em mua cây mắc tiền lắm. Rồi cây số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 9.000.000 ha, là cây số 4 nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây số 5. Cây này chân cành đều nha cô chú anh chị. Mà nó có cái bộ đế nó đẹp. Nhưng mà cây thì nhỏ nha. Để em quay một vòng đó, rồi em đo chiều cao ha. Hoành thân cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Ủng hộ nó cô chú anh chị ơi. Em nói thiệt nếu mà em có đất rộng rộng lô này chắc em mua loại của nó em trồng luôn. Không có đất. Rồi chiều cao em đo gì em bao cô chú anh chị mình là 1,5 m thôi. Mai vàng cá năm nay nó rẻ quá. Em đo hoành thân vị trí này nha. Chứ mai thiên nhiên cũng cạn ha. Ờ. Vị trí này là nó 35 hoành nha cô chú anh chị. 35 hoành. Rồi cây mai này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.000.000 đồng. Là cây số 5 ha, 3.000.000 đồng nha cô chú anh chị. Nói chung ra là mai này mai xúc chân nha cô chú anh chị, mai miền Tây. Mai này dễ sống lắm. Nó lại gửi em đây chứ em không có biết một bọn miếng phân miếng bón gì trơn ha, em chỉ tưới nước cho nó thôi. Rồi tiếp theo là cây số 6. Cây này một cốt nha, chân cành lực lắm nha cô chú anh chị. Em để tự nhiên luôn á mà lá nó xanh chành luôn nè, mạnh thấy mà sợ luôn. Cây này cô chú anh chị về cứ cắt bầu ra là cứ định vô đâu xuống đất là sống phà phà. Cây này bộ đế rất là đẹp luôn. Đế nó không có khủng nhưng mà nó bỏ đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo chiều cao. Cây là cây số 6 ha. Rồi chiều cao cây này em bao cho cô chú anh chị mình 1,5 m luôn. Nè đế nè. Nó xây lọn xây lọn xây lọn lọn luôn. Rễ nó nào nó bằng cổ tay bắp tay mình nha cô chú anh chị. Có đều luôn nha. Nó có lỗi cái này là chắc em nghĩ hồi đó là sao không biết mà nó chạy một chút này ha.
này nhà vườn chè hết nha, nhưng mà nó đang cuốn vô rồi, rất là mạnh nè. Rồi em xin phép đo cái vị trí này ha, là 43 hoành, 43 hoành nha cô chú anh chị. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 6 triệu rưỡi ha, 6 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi em xin nhắc lại ha, thì cái số 6 là 6 triệu rưỡi. Em xin nhắc lại cái số điện thoại của em là 0385 838 010, số là số của Quỳnh Như nha cô chú anh chị. Kết bạn Zalo Quỳnh Như, Quỳnh Như gửi chi tiết qua thêm ha. Ở đây nó hơi nắng nha, đi hơi tối, mong cô chú anh chị mong thông cảm. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha cô chú anh chị. Dàn cây này em nghĩ là mình còn xuống cái dàn đế một chút được nha cô chú anh chị, chung gần em không mạnh tay ha. Những nếu mà nói đâu thì không dám nói, chứ chỗ khác là nó xuống rồi nè, đây nó có rễ luôn nè, có rễ hết treo luôn nha, có rễ luôn nè, nhưng mà không có làm, nó không có làm. Mà vàng em làm gì nó cũng khiêm tốn rồi. Là cây này là cây số 7 nha cô chú anh chị. Chung vàng mai này để khá khá không đó. Nó thuận cây rồi, tại vì cái lô này người ta chốt rồi, nhưng mà ngặt cái ở xa nó không á. Chiều cao là em bao là 1m6 ha. Ngọn nhỏ xíu luôn nha cô chú anh chị. Ta chốt là gửi nó 3 triệu rưỡi đó, tội nghiệp lắm á. Cái ông đó cũng ở xa lắm mà ta không có trồng về trồng được. Rồi em đo hoành thân vị trí này nha, là 44 hoành, cho cô chú chị mình xem cái độ nở một chích một chút ha. Độ nở nó được 57 á, em đo vậy đó là 57 á, độ nở á. Rồi cây số 7, rồi cây số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 7 triệu đồng luôn đi. Em thấy nó không tội nghiệp quá, em bán đại dùm cho nó luôn. Rồi tiếp theo là cây số 8 nha cô chú anh chị. Cái cây này về là em có dọn dàn đế lại dùm cho nó một tí ha, nó bứng ở bầu quá trời bự luôn, bầu 5-6 người kia muốn không nổi. Em về em dọn lại mà nó lên cái dàn đế như vậy nè cô chú anh chị, nó xổm lên luôn á. Cây này cốt cành rất là lực luôn ha. Ủa đế hết hồn luôn cây này. Rồi em đo gì cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Chiều cao là 1 thước 6, chiều cao ha, cây sống khỏe luôn à. Bông thì nó bao cho mình, em bao cho cô chú anh chị mình là từ 5 tới 9 ha. Dàn cây này thì cô chú anh chị về cứ cắt dây ra, gọc bao ra là vô chậu là cây an toàn rồi, không còn gì sợ nữa chứ. Em đo hoành thân như vị trí này được là 50. Cái cây này em đo tổng vô đế cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo thôi. 1 thước 4 hoành, hơn luôn. Rồi 1 thước 5 luôn mà em tính thước 4 đây, em để tổng vô đế nha cô chú anh chị. Rồi cây số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 12 triệu ha. Lật cho cây số 8, nhớ mã số nha cô chú anh chị. Nếu mà có chốt được nguyên lô thì càng mừng nữa, giúp cho nó luôn đi, tội nghiệp nó lắm. Bữa nay nó buồn mà nó không lên quay cây luôn đó. Rồi tiếp theo thì là cây mai tứ quý nha cô chú anh chị, cũng là cây cuối clip ha. Thì clip của em ngày nay, cây tứ quý này rất là lâu năm nha cô chú anh chị. Cây tứ quý này là nói chung ra là nó nói nó mua của người chú đó là cũng khoảng trên 20 năm ha, một cốt luôn nha. Cây này mình thích mình ghép luôn, ghép là như ý luôn. Chân cành cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Là cây số 9 ha, cũng là cây cuối clip của em ngày nay. Rồi em đo từ đỉnh tới mặt bầu là 1 thước 4 chiều cao. Rồi em xin đo hoành thân. Hoành thân em đo vị trí này nha, là 51 hoành. Em đo chạc cái độ nở một chút nha cô chú anh chị. Chạc độ nở được là 67 ha. Bộ đế nói chung ra thì nó không có khủng nha cô chú anh chị, nhưng mà nó bỏ đều, nó chạc ra hai bên đều hết, rễ nó bằng cổ tay bắp tay mình vậy đó, nó chạc chạc ra đều đều lắm luôn. Rồi
cũng là cây số 9, là cũng cây cua liếp nha cô chú anh chị, xem cho kỹ giùm em ha. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 11.500.000 ha. Là cây số 9 nha cô chú anh chị, cũng là cây cua liếp ngày nay của em. Rồi cua liếp thì Quỳnh Như cũng không biết nói gì hơn, thì Quỳnh Như cũng cảm ơn cô chú anh chị vừa qua ủng hộ cho Quỳnh Như ha. Thì lâu lắm rồi Quỳnh Như mới lên liếp, thì một lần nữa thì cô chú anh xin cô chú anh chị thương tình cho anh em, nếu mà chốt được nguyên lô như nó thì bên đây tụi em rất là mừng. Dạ em xin chào.